tượng nhất là Toyota thay đổi rất nhiều về ngoại thất đến nội thất theo phong cách thiết kế. Điểm nhấn là hôm nay là có chiếc Fortuner mới. So với những cái đời trước thì Fortuner là đã thay đổi toàn diện. Mình ấn tượng nhất về công nghệ hybrid trên Prius mới.